Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị Kakoski Ninja 500 2024 phiên bản kỷ niệm 40 năm ra mắt thị trường Bắc Mỹ với mức giá từ 154 triệu đồng. Mới đây Kakoski US đã chính thức thông báo toàn bộ các dòng lịch Ninja 500 và Z500 2024 sẽ được ra mắt thị trường nước Mỹ. Đặc biệt có cái sự hiện diện của cái phiên bản Ninja 500, cái bản kỷ niệm 40 năm ra đời của cái dòng Ninja chứa danh từ nhà Kakoski với một cái đồ họa đẹp mắt. Kakoski Ninja 500, cái phiên bản kỷ niệm 40 năm 2024, số cho mình cái gam màu sơn mới tươi sáng được lấy trực tiếp từ cái dòng xe đô lịch Ninja ZX7, mang cho mình cái tính biểu tượng của Kakoski từ đầu những năm 1990. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa cái kem mặt xanh lá lam rins, cái kem màu trắng spur crystal white và cái kem mặt xanh lam blue. Tất cả đều được xếp theo một cái cách lật cấu hình khác nhau để phù hợp nhất với cái kem màu của Ninja hiện nay. Phiên bản Ninja 500, cái bản kỷ niệm 40 năm 2024, có động cơ mới dung tích nó chỉ lớn hơn 52cc nếu so với cỗ máy là 399cc trên cái mẫu đạn Ninja 400 phiên bản cũ. Do đó hãng xe đến từ Nhật Bản nó không gặp quá nhiều khó khăn để được cái cỗ máy là 451cc mới đặt trên cái nền tảng khung sườn có sẵn của cái mẫu đạn dòng Ninja. Theo công bố từ nhãn sức cho biết, cái có động cơ mới sẽ sinh ra cái công suất tối đa là 45 mã lực, tại ngưỡng tua máy là 9.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 42.6 Nm, tại ngưỡng tua máy là 6.000 vòng trên phút. Không chỉ được nâng cấp về mặt động cơ, cái mẫu Kakoski Ninja 500 cái phiên bản kỷ niệm 40 năm, nó còn được nhận được một vài cập nhật nhỏ về mặt thiết kế. Mặc dù chiều cao yên dừng ở mức là 785m như cái mẫu là Ninja 400, nhưng cái phần yên của cái mẫu là Ninja 500 đã được tạo hình lại phẳng hơn. Trong khi đó, cái cụm đèn pha trên cái mẫu xe này nó được thiết kế nhỏ hơn. Bên trong là cái phần đèn pha cốt ở dụng công nghệ bóng LED, đi cùng với cái chóp phản xạ kết hợp với đèn định vị. Ngoài ra, cái bộ phận quay hai bên thân xe có cái khe thoát gió lớn hơn, giúp tản nhiệt tốt hơn cho phần động cơ. Cái mẫu xe Ninja phiên bản kỷ niệm lần này, nó còn được trang bị cho mình màn hình kỷ niệm. Màn hình là TFT, đi cùng với cổng sạc USB-TC và một hệ thống là mở khóa không cần chìa. Chúng tôi sẽ cập nhật tất cả những cái biến thể của Kakoski Ninja 500 Z500 2024 đã sẵn sàng có mặt tại các lý Kakoski ở nước Mỹ. Kakoski cũng cho biết tất cả những chiếc xe này sẽ có mặt trên thị trường nước Mỹ bắt đầu trong khoảng là cuối tháng 1 của năm 2024. Cái mẫu là Kakoski Ninja 500 ABS 2024 có mức giá dao động trong khoảng từ 5.699 đến 5.899 USD. Đó là tiền Việt, nó tương đương là từ 133 đến 138 triệu đồng. Trong khi Kakoski Ninja 500 SE ABS 2024 với mức giá mắc hơn là 6.399 USD, đó là tiền Việt, nó tương đương là 149 triệu đồng. Kakoski Ninja 500 KAT phiên bản SE ABS 2024 thì mức giá là 6.399 USD, đó là tiền Việt, nó tương đương là 149 triệu đồng. Kakoski Ninja 500 phiên bản kỷ niệm 40 năm 2024 thì mức giá là 6.599 USD, đó là tiền Việt, nó tương đương khoảng là 154 triệu đồng. Kakoski Z500 ABS 2024 thì có mức giá là 5.599 USD, đó là tiền Việt, nó tương đương là 131 triệu đồng. Kakoski Z500 SE ABS 2024 với mức giá là 6.299 USD, đó là tiền Việt, nó tương đương là 147 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, subscribe.